hồng với màu trắng. Nó gỗ bông hết trơn rồi, vài bữa là nó tàn à. Mà nó mau lắm trời ơi, nó cứ tàn rồi nó tàn lên lại liền nha. Dạ. Tàn hết lắm. Cái này nó bởi vì giờ nó chuộng chơi này là cái gì á. Bông nó liền liền hoài luôn vậy đó. Mà nó bự cây không? Dạ. Thì càng lớn nó càng cao, càng bự lên, nó như cây cái trang đỏ của mình vậy đó. Mà tại nó màu trắng, nó lạ lạ vậy hả? Này về cậu hai qua chậu bự rồi thêm đất vô là nó mau phát lắm. Mà cậu để nó hứng nắng á nha, cậu để trong mát hay nó cũng không tốt nữa. Nó phát, dạ nó phát lắm, tại vì loại mấy cái loại trang này nó chịu nước, rồi chịu nắng. Dạ tàn nó lên hả? Tàn nó lên liền à. Mau ha. Dạ. Wow, cậu không để xe đó, xe chạy ngang được không ta? Rộng mà. Hết ra ngoài. Nó chưa chỗ bông, cái đọt của nó chưa có lên nụ. Mà dễ lắm nha, cậu không mà muốn nó ra bông cậu không ngắt cái đọt đây nè. Nó tức nha. Lên nó ra đọt, nó ra bông đi, ra bông nha. À dạ. Lộ làm xong rồi cái trồng một hàng bông dưới đường. Để chơi, để cái này có cái này, có cái này, có cái này, có này. Dài dài nhà nào cũng trồng là nữa cái lộ đẹp. Dạ. Cây hả cậu? Hai cây thôi. Hai cây. Hai cây. Trời muốn chuyển mưa rồi bé ơi. Muốn chuyển mưa rồi.